Mây ngũ sắc xuất hiện khắp nơi ở Việt Nam là điểm gì? Bình luận. Mây ngũ sắc là kỷ nguyên mới, theo nhiều người cao tuổi nói vậy. Điểm lành với người tốt, điểm dữ với người xấu, thường sẽ báo hiệu điểm tốt hoặc có người tài xuất hiện anh ạ. Thank you.